Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review câu chuyện Chữ Y Thuyết Phục được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review câu chuyện Dự Báo Tai Họa được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review câu chuyện Lấy Lại Đò được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.